Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta đến với game nhưng mà nó khác biệt ở cái game hôm qua như thế nào. Nó khác ở cái chỗ là Battle Pass mùa mới rồi nha mấy bạn. Battle Pass mùa mới rồi nha. Và đầy đủ skin hết và skin nào skin ấy đẹp vô cùng. Đẹp vô cùng luôn, mình nói thiệt đây là một trong những cái Battle Pass mà mình ngay từ đầu luôn bạn đã nhận được một cái skin rất đẹp là cái skin con rái cá. À đúng rồi, con rái cá. Xong rồi tới đó con Wind Ranger hình như mùa này tập trung vào khá là nhiều con tay dài. Nhưng mà bạn mới nhận ra một cái điều là gì không? Tại sao con Stonebridge bây giờ lại nhỏ xíu như vậy được? Đúng không? Bạn so với con Stonebridge cái lúc mà mới qua mùa mới bạn sẽ thấy có nhỏ xíu à. Hình như là do là bự quá cho nên là bây giờ chỉnh sửa lại là nó nhỏ như vậy hay là sao đó, chắc là vậy rồi. Tại vì hôm bữa hổm là mình làm video về con Stonebridge đó, bạn thấy nó bự như cỡ nào thì bạn biết rồi đó. Bự hơi bị ghê luôn, so với con một tiền khác là nó bự phải gấp 3, gấp 4 lần. Bây giờ thì vậy là nó cân bằng rồi nè. Vậy thì nó to hơn chút thôi. Nó to hơn chút thôi, nhưng mà bữa hổm nhìn lực hơn nha. Nếu là cho mình chọn á thì mình vẫn chọn cái con bự bữa hổm, nhìn cho nó khác biệt. Đó, cho nó có chút khác biệt phải không, chứ còn vậy thì nó còn chưa nhìn nó cũng cũng ngon, cũng lực đấy, nhưng mà đâu sao lực bằng bữa hổm được bạn. Bạn nhớ con Stonebridge bữa hổm không, to vãi. Anh em nào chưa xem video đó anh em có thể quay lại anh em xem video đó, anh em sẽ thấy khác biệt một trời một vực luôn. Đó, một trời một vực luôn. Khác liền đúng không? Nhưng bây giờ chỉnh sửa lại nhỏ vậy thì nó cân bằng. Tại hồi trước cỡ con Doom 3 tiền, con Doom 3 tiền á nha, con Doom 3 sao so với lại con Stonebridge 1 sao, con Stonebridge bỏ túi liền, bỏ túi con Doom 3 tiền liền, bự cỡ vậy mà bạn. Vậy là gọi là ít rồi đó. Vậy gọi là dởm dởm thôi, vậy gọi là nó đơn giản thôi. Hồi bữa hổm mới ghê, mà phải nói là bữa hổm to kinh khủng. Mình cứ ngỡ là nhà phát hành muốn vậy chứ, đâu mình đâu có biết là do là nó hình như là bị lỗi hay là theo kiểu là to hơn gọi là nhà phát hành dự kiến cho nên bây giờ chỉnh sửa lại nhỏ là rồi. Đó, ui sao bài này Hunter phải re luôn. Hunter phải re phải ru luôn, chắc chắn là lấy 3 Hunter chứ. Một chưa có kích bộ nào với lại kích một bộ lên nó khác nhau dữ lắm cho nên là lấy 3 Hunter mặc dù là không có tăng. Nhưng thôi kệ, không sao. Tăng chút xíu nữa mình tính sao. Bây giờ là kích 3 Hunter cái bắn cái nhẹ nha, 3 Hunter này thì không thể nào up 4 được rồi, tại vì đội hình mình hàng dự bị nó quá dữ đi. Hàng dự bị một con 2 xa 2 tiền, 3 con 1 tiền là 5 tiền ở trong đây rồi. Quá dữ rồi cho nên là thua. Không cách nào mà up 4 được hết cho nên là 3 con bắn được không? 3 vs 3 thì mình ăn rồi. Nha khoan nha, con Stonebridge này nó đủ mana. Đừng cho nó đủ mana, thôi đủ mana đi rồi. Xui nha. Ây da. Nhưng mà chưa biết đâu ạ. Chưa biết đâu ạ. Ôi trâu ghê. Trâu ghê. Được. Sẵn tiện đây cũng anh nhờ anh em là bấm vô cho mình một nút like. Anh em là chưa bấm nút đăng ký thì bấm mình cho một nút đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Nhớ bấm like nha bạn. Bấm like đi. Rồi. Này này bỏ luôn con Stonebridge luôn, lấy 5 con Hunter luôn mới giữ. Nè, 5 con Hunter mà 2 đôi thông nha, cũng ổn đấy. Nói quay lại cái Battle Pass mùa mới luôn, Battle Pass mùa mới này phải nói luôn là một trong những cái Battle Pass mà có giá trị nha. Có giá trị nha, tại vì mùa trước là chỉ có, nếu mà so với mùa trước thì mình đánh giá chỉ có skin level 100 nó mới gọi là đáng tiền thôi. Như không, bây giờ cái skin này nó cũng đáng tiền các bạn. Cái skin mấy skin đầu nó cũng đáng tiền. Được thì mai mốt bạn cũng có thể xả ra bạn bán được chứ bộ. Nhưng mà nó phải hình như là phải có kiểu nhận dạng rồi bán nó mắc tiền, còn không thì nó hơi rẻ. Tại Battle Pass nhiều người mua mà. Nhiều người mua, có anh em nào mà mới chơi hoặc là anh em nào gọi là hụt Battle Pass mùa trước đi. Thì may ra thì còn có người chịu mua mắc chứ không thì Battle Pass cũng nhiều người mua lắm. Cho nên skin nó cũng khá là đại trà. Nhưng mà đúng rồi, mà Battle Pass skin đẹp vậy mà không mua thì lại tiếc.
Bữa hôm mình nói rồi, Battle Pass này nó kéo dài rất là lâu. Hình như là nó tới tháng 10, bây giờ là cuối tháng, mới giữa tháng 9 thôi, giữa tháng 9 thôi. Mà giữa tháng 9 mà nó kéo dài tới đầu tháng 12, là 9, 10, 11, 12 là phải là 2 tháng mấy đúng không? Là cũng thứ dữ rồi. À, là cũng thứ dữ rồi. 3 tháng cho bạn cày 100 level dư sức. Anh em không cần phải mua Battle Pass level 30 hay là làm gì hết. Nếu anh em nào có tiền thì ok anh em mua Battle Pass level 30 mình không nói nha. Còn không anh em mua 680 donut thôi là anh em đã có Battle Pass level không bình thường rồi. Cày xem quảng cáo level 100 là đơn giản, ít nhất mình nói thiệt luôn, ông nào mà chịu chăm cày á là có thể lên 150 luôn. 150 là anh em nhận được rất nhiều cái rương nữa. Mà cái rương đó mở hy vọng là ra mấy cái skin xịn nữa. Mà ra skin xịn có khi bán cũng tới à. Mà bán cũng tới công chuyện luôn. Mình nói rồi, mình hôm nay là mình không có nạp cái đồng bốc kẹt áp lúc nào nha. Không nạp đồng bốc bốc kẹt áp luôn nha. Bây giờ trong bốc kẹt áp mình đang có 60 mấy đồng. À, 60 mấy đồng nha bạn. Nội là bán rương với lại mấy cái skin dư dư của mình thôi đó. Mình đã có 60 mấy đồng rồi. Ồ, thấy chưa? Skin Battle Pass thì nó phải hết mùa hoặc là qua mùa nó mới bán được. Còn mấy cái skin Battle Pass thì mình giữ là mình dùng không à. Còn mấy cái skin mà mở rương hoặc là rương mà nó đánh xong trận nó cho bạn đó, bạn tích lại bạn bán cho mình. Đặc biệt là sao, mình rất thông minh. Mình rất thông minh là sao, rương mùa mới á, là mình bán sạch hết. À, rương mùa mới là mình bán sạch hết, mình không có chừa bất cứ cái rương mùa mới nào hết. Mình bán ráo hết. Mỗi rương như vậy á, nó sẽ giúp cho chúng ta kiếm được, nếu mà mới ngay giai đoạn đầu này mà rớt cho mình một cái rương mùa mới luôn đó nha, 20 đồng, 20 đồng nhẹ nhàng luôn. 20 đồng là bạn kiếm ra được đâu được đó khoảng 3 đô, 60 ngàn. 60 ngàn là tính là giá đô rẻ rồi đó nha, chứ giá đô là bây giờ là phải 24 ngàn thì mới 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 được 1 đô. À, tính cho 60 ngàn thôi đó, thấy không, có tiền liền, có tiền liền luôn. Ngay ngay nếu mà cái đó thì nó hên xui. À, cái đó thì nó hên xui tại vì rương bạn đâu phải lúc nào nó cũng ra rương mới cho bạn đâu, thường ra rương cũ, mà ra rương cũ cũng có tiền vậy. Ra rương cũ mấy cái rương mà nó hiếm hiếm một chút xíu thì nó tầm 0.15, 0.2. 0.2 thì 5 rương là được 1 đồng rồi. Mà bạn chơi từ đầu mùa tới cuối mùa bạn bán cho cũng phải được 50 rương đó. Có khi mà một trận vậy nó rớt 2 3 rương là có luôn. Không, cứ 2 3 rương là thấy đánh chừng 3 trận là thấy là phải có 1 đồng dễ dàng. À, bạn tích đi, tích tới cuối mùa có khi bạn được cái ba tù bát ri luôn. Nhiều rương, nếu mà mình chỉ cần bây giờ ra 3 rương đầu mùa thôi, 3 rương mới đầu mùa mình bán một cái là mình có ba tù bát mùa sau luôn, khỏi cần nạp. À, nó xịn vậy đó bạn, cho nên là có rương anh em bán liền. Mấy cái giá cái rương mà mới là anh em nên bán liền, đừng có tích nhiều. Anh em có hơi hơi dại dột chút xíu là thấy rương mới cái tưởng là tích lại để mốt anh em mở hay sao, hay là lên giá khó lắm nha. Bây giờ nó còn hiếm anh em bán đi, mà cái gì hiếm thì nó mắc, rẻ nó nhiều thì nó rẻ đi, cho nên là bán liền, có là bán liền cho mình, đừng có để. À, thật sự vậy luôn, đó là một cái trong những cái cheat anh em để kiếm tiền một cái cheat để kiếm tiền luôn, tại một rương là nó có thể tới 20 đồng. Đại gia thì nhiều anh em, nói thiệt đại gia thì nhiều lắm luôn á. À, đại gia thì rất nhiều. À, vô bình thường mùa trước mình mới mở cái rương mùa trước là cái rương trái tim rồng, nó cái gì dragon nó quên rồi, 20 đồng. À, 20 đồng mình bán 18 đồng cái cập mất tiêu liền, có người hốt liền. 18 đồng là rơi đâu có khoảng 3 đô rồi, về khỏe liền luôn á. Mình rớt một cái mình bán liền luôn chứ mình không có để. À, mình nói rồi, mình đã nói cho anh em vậy rồi đó nha, là sao, là có thì anh em bán liền, đừng có để nha. Thật sự để là mất giá là tiếc dữ lắm luôn, mai mốt nó còn có 1 đồng thì lỗ biết bao nhiêu luôn, cho nên là có là bán. Anh em nếu mà anh em gọi là, còn anh em nào mà đại gia mà giàu thì không nói đi, giàu là tại sao, giàu anh em để tích lại để anh em đi anh em gọi là sao mở rương cũng được. Nhưng mà mình nói thẳng luôn, nếu mà anh em tích lại anh em mở rương anh em cũng lỗ nữa. Anh em bán đi, anh em bán đi cho mình, bán 20 đồng đi, thí dụ vậy đi, mai mốt nó còn 10 đồng anh em lấy 20 đó anh em mua lại được 2 rương đó, thấy chưa. Hoặc là nó còn rẻ hơn thì anh em có thể mua được khá là nhiều luôn.
Xịn liền đúng không? Chơi là phải làm bài toán kinh tế. Bảo đảm anh em bán sẽ có người mua, tại vì có những đại gia mà rất thích mở những cái skin mùa đầu. Mở đi làm gì? Bán skin mùa mới liền là nó mắc tiền dữ lắm nha. Có những cái sự đầu tư mở skin mà ông nào mà hên hên á, nhân phẩm cao cao rồi đó, mở ra một cái, chỉ cần mở ra một cái skin hai chiều mà theo kiểu là dạng mà mới ra đó, ngàn mấy hai ngàn là chuyện thường, ngàn mấy hai ngàn, ngàn mấy hai ngàn là biết bao nhiêu rồi. Thí dụ cho 2.000 đi là 100 đô rồi, 100 đô là ôi khỏe re liền bạn, quá dễ. Tính ra là cũng phải vào rơi vào đâu đó mấy triệu, đã liền sướng. Nhưng mà cái đó đầu tư là anh em, nếu mà đầu tư là phải có rủi ro. Ông nào học kinh tế sẽ biết đầu tư là phải có rủi ro, mở không ra thì lỗ nhưng mà mở ra thì lời. Mà mình thấy rồi, nhiều bạn cái chơi cái game này bạn đừng có mở 5-10 rương, đừng có mở 1-2 rương, bạn mở cho mình khoảng 50 rương, cỡ nào bạn cũng lời. Thật sự mình chưa có thấy ông nào mà mở trên nhóm của mình mà 50 rương mà lỗ hết. Bạn vô nhóm của mình thì bạn sẽ thấy cái nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook á, bạn vô nhóm bạn sẽ thấy lâu lâu, hoặc là không không phải là lâu lâu đâu, thường ngày sẽ có những cái bài post là em mở thử 10 rương, mở thử 10 rương mà mở 5 lần 10 rương như vậy ra 4 5 cái bàn cờ. Trời đất ơi, bàn cờ là đâu có rẻ bạn, bàn cờ là không có rẻ, đâu đó nó phải rơi đâu đó khoảng chừng hai, nếu mà bà cậu mà gọi là đỉnh của chớp luôn phải 2.000, rẻ rẻ thì cũng phải 8-900, rẻ rẻ cũng phải rơi vào đó 8-900, ghê thiệt luôn. Nghe thấy cái số tiền là anh em biết nó tới công chuyện rồi. Ô chà mẹ, ở kệ tích tiền cũng được, bài mình cũng còn đang đang còn xanh. Bài con đang còn xanh tại vì mình sao mình tận dụng con mèo, mình tận dụng con mèo rất là tốt, tại mình có hai con trần dần nè, chúng ta sẽ được ba con trần dần. Ba con trần dần, ôi ngon chưa, ngon ngon nè. Bạn thấy cái skin hai chiều không? Bạn nhìn thấy con ba cây ba tiền chưa, đẹp chưa, đẹp chưa? Nhìn vô cái bàn cờ anh em để con này vô là anh em thấy oh my god liền, tới công chuyện liền đúng không? Nè anh em nhìn vô coi, không anh em nhìn cái búa của nó có in hình cái người trong đó luôn, là sao, ý là nó đập á, nó đập cái búa xuống xẹp lép xong dính vô cái búa chưa tháo ra được, thấy không? Nhìn dễ thương vậy. Hai chiều, mấy cái skin hai chiều là skin giống như là cái dạng tối thượng luôn đó, là nó sẽ thay đổi về, không mà bình thường á là con tướng của bạn có skin mới nó sẽ thay đổi một số hoặc là cái màu sắc của con tướng thôi, nhưng mà skin hai chiều thì đặc biệt là nó sẽ tự thay đổi luôn cái kỹ năng nè, cái hình dạng con tướng nè, nó chỉ giữ lại những cái đặc điểm mà nó gọi là đặc trưng nhất thôi. Giống như là con cây ba tiền thì sao, là cái búa giữ lại được cái búa là giống giống vậy ha. Còn đó bây giờ nhìn thấy đẹp không, cái này là để khoe cho bạn thôi. Cái này là level ba thủ bát mùa trước anh em, ba thủ bát mùa trước mình được 5-6 cái skin, và cái đây là skin level 100, quá đẹp, đáng đồng tiền. Mà nói thiệt, chỉ cần mà cái ba thủ bát nó không cần cho cái mẹ gì, nó chỉ cần cho cái skin này 100 thôi là đủ để mua rồi. Mà anh đâu có nhà bác hành chơi lớn mà bạn, chơi cho thêm nhiều cái nữa, và cái này là level 100. Mà nói thiệt, không cần cái nào, chỉ cần cái này thôi đủ tiền. 680 đô nết, 680 đô nết là bao nhiêu tiền? Hai xị, tính hai xị thôi. Hai xị bỏ tiền trong bóc kẹt áp mua không được cái skin này. Mua hai sĩ bỏ trong đó không mua được cái skin này đó, cho nên bởi vậy mình mới nói là lời ở cái chỗ là bạn mua ba thùng bá là sao, nó giống như là cái phần thưởng mà theo kiểu là nó nén lại đó. Thường bây giờ là cái ba thùng bá là rất nhiều game chứ không phải là chỉ có game này mới có ba thùng bá nha bạn, rất nhiều game luôn mà hầu như game nào cũng có. Và thường người ta sẽ, nếu mà anh nào giàu á thì anh em có thể mua skin ngay trong shop, hoặc là mua skin trong theo cái dạng là mở rương. Còn ông nào mà nghèo nghèo cỡ mình nè thì là đầu tư ba thủ bát liền. Tại vì sao? Lời. Lời. Tại vì nó chắc ăn, mà bạn mua một cái là bạn có nguyên ba thủ bát một mùa luôn. Là bạn có đủ skin hết, nếu bạn mà chăm cày nữa thì bạn sẽ có rất nhiều rương để mở nữa. Mà rương đó thì mở không có tốn key nha. Và có thể ra skin, nhưng mà bạn biết ra skin là ra skin giống trong ba thủ bát đang có. Giống bạn dư thì sao?
sợi kim dư thì đem bán chứ sao. Ờ, có thể là tiền nó không có mắc bằng mấy cái sợi kim mở rương, nhưng mà tiền mà không mắc nhưng mà vẫn là tiền bạn. Ờ, không mắc nhưng mà vẫn là ư lắm ấy, chứ chẳng đùa đúng không. Và để nhà vô cũng không có ăn nhầm gì hết. Hay là để con unicorn vô chúng ta lấy hai giả thú à. Ờ, để unicorn vô lấy hai giả thú cũng được đấy, nhưng mà tại bây giờ con mèo là phải có nè, tại vì hai con thỏ của mình thì cần con mèo để lên thành ba con thỏ đúng không. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có hai giả thú với lại hồi máu. Berserker đưa vô chưa có gì giải quyết vấn đề. Ok, trời, dạo này con thỏ nó nằm trong tướng chọn đó bạn, dễ lên 3 sao vậy đấy luôn. Ông nào, tại vì nhiều ông đâu có chọn con tướng này bỏ vô đâu bạn. Nhiều ông chọn 4 tiền, 3 tiền đâu không à. Ờ, đâu có chọn mấy con cỡ này. Mình để vô mình xài mấy con rẻ rẻ thôi. Mà nó lên sao trước. Ờ, nó lên sao trước là được. Là được liền, mình đâu có cần phải 4 tiền 3 sao, mình đâu có cần. 4 tiền 3 sao thì đương nhiên là ngon rồi. À, thì đương nhiên là ngon rồi, chứ không có dám nói là nó tệ, nhưng mà tao không cần, tao cần 1 tiền 2 sao giai đoạn đầu, 4 tiền về cuối rồi tính, về cuối rồi tính, nhưng bây giờ chưa cần. Đúng không? Mình phải xác định là rõ là coi là mình muốn cái gì. Trời đất ơi, mua con này vô rồi bán con gì nữa để mua thêm con vô đang nhiêu tiền, mình đang có 58 tiền rồi. Đó, úp cấp thôi, chết màu, úp dư rồi. Mẹ tính bấm phát, không hiểu sao bấm hai phát luôn à. Cái thành lô mất một tiền của mình rồi. Xui quá. Đội hình đã, mình có mấy con 2 sao rồi mà đã vậy có hai con thỏ, hai con thỏ gặp con mèo có thành ba con thỏ là thêm con 2 sao nữa. Level 7 mà thêm một con 2 sao trong đội hình cái bóng này nữa thì nó lại quá ngon đúng không? Trời, mèo nữa nè. Mèo mới ghê nè. Giờ bán con unicorn đi luôn, mua mèo để vô nè. Chúng ta level 7 nhưng mà chúng ta có 9 con. À, level 7 mà chúng ta có 9 con nha. Nè, thấy chưa? Đầu bảng là chắc bài đang xanh nữa. Không có bài mà nó nhìn thấy là một mớ hổ lốn. Chỉ có 3 hunter thôi. Nhưng mà chơi theo cái dạng số đông, hai con thỏ nè thành ba con thỏ, hai mèo thành ba con mèo, trần dần ở đây ba con gấu nữa, tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Nhưng mà đi cái gì thì chưa biết nha. Giờ bạn hỏi bây giờ là mình đi cái gì thì ông cố thì không biết nữa. Khó nha. Bây giờ thì chưa chọn được bài, thì có thể là đi hunter nhưng mà bài hunter không có ra nè. Con Agency Ranger là con carry bộ hunter thì chưa có nè. Con thỏ ba, con thỏ cũng được nha, nhưng mà con thỏ nó làm gì ngon bằng con Agency Ranger bạn. Làm gì ngon bằng con Agency Ranger. Ngon là ở cái nội tại của nó là sao, là nó có cái nội tại là theo cái dạng là tăng sát thương, kỹ sát thương với lại tốc độ đánh. Nếu mà nó ở 3 sao là nó sẽ tăng tới 75% sát thương với 75% tốc đánh nội tại lận, cho nên là nó rất là xịn. À, nó rất là xịn ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta sao đây? Giờ chúng ta bỏ một con mèo, một con gấu ra, chúng ta sẽ có 6 hunter. À, bỏ gấu ra, con gấu nãy giờ để đây được rồi. Gấu nãy giờ để vô tại sợ đội hình thiếu tăng. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể lấy ra làm gì? Nhưng mà nên nhớ là mình vẫn còn một con mèo thì ba con Shining Archer thì thành nó vẫn còn nha. Đấy, tiên tsunami biết đâu đi được 9 hunter. Ấy. Nhưng mà 9 hunter lại nghiệt ngã, bạn biết sao không? Mình không cần con nào là mình bỏ con đó ra luôn. À, mình không cần con nào mình bỏ con đó ra luôn để dọn đường cho những con khác. Chứ mình không có để quá nhiều ở trong cái tướng chọn nha. À, mình không chọn, mình không cần là tao không chọn luôn. À, tao chọn con khác. Nhưng mà cái con carry, cái bộ 9 hunter thì lại chưa có. Cái con carry là con Shining, con Agency Ranger nè, nhưng mà nó chưa có. Chứ một cặp cũng không có luôn nha, nãy giờ có một con đó thôi đó. Trời ơi, thôi mèo ơi, mày đừng lừa tao. Bây giờ úp con mèo này 9 tiền, có khác nào tự sát đâu bạn, đúng không? Trời ơi nè, nó ra con thỏ với lại ra trần dần không? Trời, nó dữ vậy, chết rồi, cái này mình phải suy nghĩ nè.
À, cái này phải suy nghĩ dữ nè. Bán dơi đi. Bán ngồi thì lấy dơi luôn được, quê này lấy ngủ không vô thì phải bán dơi thôi. Nó cũng không chạy đâu được, cũng phải bán thôi. Agency Ranger không ra, nhưng mà ngủ không ra cái giờ này mà không lấy thì lại tiếc, mà lấy thì dùng kiểu gì đây? Đội hình này bây giờ đưa cho ngủ không mình không biết kẹp cái kiểu gì luôn nha. Tại vì trang bị là mình lấy tay dài hết rồi. Ôi, mà thua thằng này mới ghê chứ. Mất cái chuỗi vô tay thằng Goblin hả? Chết cha. Mất cái chuỗi vô tay thằng nào cũng được, nhưng mà mất cái chuỗi vô tay thằng Goblin là nguy hiểm nha bạn. Mất cái chuỗi. Ôi thiệt luôn. Shining Archer nè, Trần Dần nè, mà Agency Ranger thì không thấy. Ok, được được được. Xong luôn. Bây giờ chúng ta bán con mèo đi luôn, tại mèo dư rồi. Đưa ngộ không vô thay con này cũng được. Chết rồi, vậy thì lại không ngon lắm. Đưa con này vô chúng ta sẽ có thêm 20% tốc đánh. Agency Ranger phải mua. 20% tốc độ đánh cũng được, 20% tốc đánh là cũng bằng hơn một cây gậy gỗ một chút xíu rồi, cũng gọi là ra gì đi. Không, con thỏ bây giờ bắn đâu nha. Con thỏ bây giờ bắn khá đâu nè. Lên đôi búa xét luôn, đúng rồi, lên đưa mặt nạ đỏ cho này, trần dần lại lên nữa nè. Thêm một trứng nữa. Ôi, cái gì vậy ta? Chà, bài này Hunter thì chắc là phải carry bằng con khác rồi. Không thể carry bằng con Aegis Ranger tại vì hiệp 21 rồi. Mà con 2 tiền mà bây giờ chưa có 2 sao thì bạn mơ ở đâu ra? Khó nha. Khó nhằn đấy chứ, đúng kiểu là bài cho ra bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ nè. Nè bạn thấy không? Nếu mà đi Hunter thì mình phải có con này, tại vì con này nó tăng cái nội tại của nó quá bá đạo. Nhưng mà đưa con thỏ cũng được. Đưa đồ cho con thỏ. Mẹ con thỏ một cái mà một cái cuốc, một cái búa xét mà chỉ có 0.7 thôi thì nó quá tệ. Quá tệ luôn. Nếu mà bây giờ nếu mà thí dụ như một con Agency Ranger 3 sao mà giờ đưa nhiêu đây đồ á, thì bèo lắm cũng phải là 0.6 thêm 20% của thằng tóc đánh nữa thì nó phải là 0.5, mà 0.5 nó bắn cho bạn thì chỉ có bệnh thôi. 0.5 nó bắn bạn thì chỉ có nước mà chôn thôi. Rõ ràng là bài. Ôi, thôi 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 thôi. Cái gì vậy ta? Trứng ở đâu dữ vậy? Ba bốn cái trứng luôn, lên đốc tờ 2 luôn. Bây giờ trứng dư nè, bây giờ làm sao đây? Chết tôi thiệt sự luôn. Cái trứng này là làm cái gì đây nhờ? Không hiểu nha. Cho cái trứng ở đây thì nó hơi hơi lắc các bạn. Bán cái này mua cái trứng vô. Mẹ, ba cái trứng là 15 tiền các bạn. 15 tiền nha, mà chưa thể hiện được sức mạnh nha. Nhưng mà từ từ nếu mà có trứng vậy chúng ta chơi về cuối rất là ổn luôn. 5 tiền 2 sao đồ các loại nữa ha. Nhưng mà đi chính Hunter thì 5 tiền cái gì? Bây giờ đi chính Hunter cũng không đúng nữa. Nó sai bạn ơi. Mình nghe nó lừa dữ lắm. Đầu mùa, mới đầu mùa vô là mày lừa tao, thằng này. Thằng máy này mày khá đấy. Trời, Trần Dần 3 luôn đi. Trần Dần 3 luôn đi. Lên 2 sao, ngon, 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 cuối cùng cũng lên. Mà cuối cùng cũng lên hiệp thứ 3 là bắt đầu ra hiệp thứ 23 nó mới lên được 2 sao, ngon đấy. Không không, nếu mà bài vậy là khá lừa nha bạn. Bài vậy khá lừa luôn, tại vì ra ngộ không ở đây mình chưa hiểu nè. Đốc tờ cũng ngon, Berserker cũng ngon. Nhưng mà Trần Dần 3 cái là dễ tính rồi. Trần Dần 3 ít ra mình còn trống được mấy slot ở trong cái hàng dự bị để mình coi, còn mình xếp sắp gọi là sắp xếp đội hình sao, chứ còn vậy thì nó hơi tù. Nhưng mà phải thắng thằng Goblin này, đừng cho nó thắng, tại hình như thằng này có 6 mét rồi thì phải. Thua thằng 6 mét là khác nào là bạn tự cứa vô chân mình đó bạn. Nó không có 6 mét thì bạn thua nó ok. Nhưng mà nó mà có 6 mét rồi bạn thua nó là bạn tự cứa vô chân mình luôn. Trời, con rái cá 3 tiền, má, mắc tiền quá. Cái gì đấy, mặt nạ đỏ, lấy mặt nạ đỏ, đúng rồi. Ây cha. Fortune Teller. Ây cha. Ây cha, chết rồi. Căng ấy, Siren à. Nhưng mà mình không đi Hunter, ấy cha.
Berserker 2, để này vô, lấy cái con này vô. Không, bỏ bán con này đi, lấy con này vô mới đúng. 32 tiền, mình xuống xác hơi sớm. Tại mình xuống xác hiệp 24 nè. Nhưng mà mình ít ra mình cũng giải tỏa được một cái trứng đi. À, Berserker này, Berserker 3 cũng... Ôi, Berserker 3 cũng tới công chuyện ấy nha. À, Berserker 3 cũng tới công chuyện lắm nha bạn. Nhưng mà thua thằng này hả ta? Thua thằng này rồi, khó quá. Ê, nhưng mà không thua. Ê, thấy vậy mà không thua bạn. Ồ, thấy vậy chứ mà không thua. Mày chết nè. Xạo hả mày? Bây giờ thì mình có cái cuốc rồi, mình không ghép cái cuốc nữa. Tại vì hai cái cuốc... Cái máy bay... Cái máy bay... Máy bay này mua ôm để giết thằng Goblin. Ôm để giết thằng Goblin bạn. Cho ổ canh không mua luôn. Mua luôn này rồi thằng nhận ba khỏi nó nhiều mẹ trống chỗ thể hiện được sức mạnh liền. À, cái này là cái trứng nó thể hiện được sức mạnh rồi nè. Hồi nãy là trứng để hàng dự bị là chôn chôn tiền, nhưng bây giờ là mạnh rồi nè. À, bây giờ là ngon rồi nè. Rồi chúng ta úp chín thôi. À, bây giờ chúng ta úp chín thôi. Bây giờ nếu mà Aegis Ranger gánh không được á, thì mình có thể đưa Trần Dần gánh cũng được. Trần Dần nếu mà có tốc đánh bắn cũng tới một chuyện nha bạn. À, Trần Dần mà có tốc đánh là bắn cũng tới một chuyện đấy. Đương nhiên là lấy nỏ thần rồi. Tốc độ đánh thì bây giờ cũng đủ, nhưng mà lấy nỏ thần của Trần kích hoạt cái kia. Kích hoạt bộ người lùn. Kích hoạt bộ người lùn ok lắm mà. Kích hoạt bộ người lùn rất ok, nhưng mà nó tránh tình trạng là bạn đi đối đầu với lại mấy cái thằng mà nó sồ vô nó mạnh á. Mấy con mà nó theo kiểu là tay ngắn đồ này kia đó, mà nó càng vô mà bạn không có cái đồ để bạn bắn nó thì nguy hiểm. Tại vì con Aegis nó kích hoạt người lùn rồi đó, thì nó chỉ bắn những cái con mà yếu máu thôi, những cái con mà nhiều máu thì nó không bắn. Mẹ gặp Kira đi, không bắn con Kira chết sớm thì chỉ có nước mà ăn cước thôi. Kira về cuối nó quạt cho nó, thằng Goblin nó có 6 mét rồi nha. Mà Goblin nó có 6 mét sớm vậy dám mình thua lắm. Tại sao? Mình có thể thắng nó nhưng mà nó lại thắng thằng khác, mà thằng khác để thua nó thì sao, nó có cái trái tim vàng nó xoay 5 tiền 3 sao. Oh my god, sợ nha. Tại mình rất hiểu thằng Goblin, mình rất hiểu thằng Goblin cho nên mình mới sợ. Tại vì mình biết mà cỡ đó mà 5 tiền 3 sao rồi, chúng ta mà chơi gọn là dạng mà chơi tay á, chắc cũng phải hiếm lắm bạn mới có cửa thắng chứ không cũng khó đó bạn. Sao sao mày tưởng mày ăn được tao? Giỡn hoài cu, giỡn hoài. Trần Dần đứng nè, Aegis Ranger bắt đầu lên mặt nạ. Trời dữ vậy, hơi nhiều nha, hơi nhiều nha. Không, thằng này đi 6 mét rồi, bây giờ mình phải ghép cho cái thằng kia cái kia thôi. Ghép cho nó cái này thôi, xong rồi còn cái này thì mình ghép cái gậy xét cho ai. Đập tờ rồi, tạm tạm đi, tạm vậy đi. Mà sợ nhất là bạn biết sao không? Bây giờ sợ nhất là bộ người lùn. Bây giờ muốn hủy bộ người lùn đi rất dễ thôi. Nhưng mà Trần Dần 3 thì anh em không bỏ Trần Dần được rồi. Bạn đưa cái nỏ thần cho Trần Dần là đẹp. Đó bạn hiểu không? Là bạn đưa cái nỏ thần cho Trần Dần thì nó sẽ hủy bộ người lùn đi. À, nó hủy bộ người lùn đi thì chúng ta tự chúng lại, tóm lại là mình kiểm soát được cho nên mình cũng không ngại lắm. Mình còn 83 máu, chết hết đéo nào được. May là thằng cố được chưa có bơm. À, may là thằng ông cố này chưa có bơm nè, chứ nó mà có bơm là thua rồi. À, nó mà có bơm là nó đâu còn cái kích hoạt cái bộ visa đâu, cho nên là nó trống slot nhiều á. Berserker này 3 sao nghe quen lắm. Berserker này 3 sao nghe quen lắm bạn ơi. Mình lấy máy bay để mình cản cái thằng kia. Nhưng bây giờ cản được nó đâu, nó có máy bay rồi thì thôi cũng không cản được. Cho nên là thôi cho nó đi luôn. À, anh em nào đang xem cho mình một like xin thêm tiếp thêm sức mạnh nè. À, tiếp sức mạnh là ông nào chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ mình luôn à. À, ông nào mà còn dữ dội hơn nữa thì đăng ký hội viên ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người. Đấy, đây đây đây, trời tính ra mà Berserker 3 cũng ngon à. Berserker 3 mà nếu mà đưa đồ cho nó thì ném cũng cháy à nha, chẳng đùa. Nhưng mà bây giờ nếu mình về bây giờ mình chuyển qua sáu xuyên thì tiếc con Berserker quá. À, con Berserker mình nuôi nó xanh quá bạn nè. Con Berserker mình nuôi nó xanh quá luôn, bây giờ ra một con nó mình còn cái trứng là mình đẩy 3 sao luôn rồi. Ồ, hơi tiếc. Nếu bây giờ chuyển qua thành 6 Galaxier thì sao? Cũng ngon à. Nếu mà chuyển qua 6 Galaxier thì cũng tới á. Ồ, trời, nhưng mà Knight này chết rồi. Knight này mà bắn người lùn thì thua rồi. Ok, thua thôi, mất cái chuỗi cho thằng Knight này được. Thằng Knight này mình kiểm soát được.
mình thua nó là tại mình biết trước là bộ người lùn là chắc chắn là mình thua rồi. À, cho nên bây giờ chỉ có nước mà chuyển đồ qua cho Trần Dần thôi, là may ra chúng ta có cửa thắng. May ra chúng ta có cửa thắng. Đó, chúng ta đưa hết đồ của con thỏ cho con Trần Dần. Trần Dần bắn. Trần Dần bắn cũng cháy lắm nha bạn. Nhiều bạn mình ít khi dùng Trần Dần nhưng mà thật ra Trần Dần bắn cũng rất là cháy. Nhưng mà nó phải nhiều khi nó đầy mana đó. Hồi trước con Trần Dần này là gọi là main carry luôn. Tại sao? Nó có cái mặt nạ đỏ để câm lặng. À, nó câm lặng thì con Trần Dần này câm lặng rất là ngon. À, con Trần Dần này câm lặng rất là ngon. Chỉ sợ là sao nó bắn được anh tiêu, bắn được anh tiêu thì sao? Nó phải gồng 0.5 giây. À, 0.5 giây mà với con Trần Dần mà 0.4 hoặc là 0.3 tốc độ đánh, 0.5 là nó bắn được 3 hit, 4 hit rồi. Rất sợ cái chỗ đó, 3 hit của nó là chắc chắn là phải nhiều đam hơn cái anh tiêu là cái chắc. Nhiều đam hơn cái anh tiêu là cái chắc luôn bạn. Cho nên là luôn, hồi bây giờ nó không có cái câm lặng nữa, cho nên mình chưa dám dùng con Trần Dần này nhiều trong cái dạng là man carry. Ờ, chứ không phải là không, cái đó là đúng, nó phân tích gọi là kỹ thuật chứ bạn, gọi là phân tích kỹ thuật luôn. Tại sao con Trần Dần này nó phải lúc mà nó ân tiêu á là nó phải có một nhịp nghỉ trước khi nó gồng, để làm gì, để cắt animation cái đòn đánh trước, cái đòn đánh mà trước khi nó đầy mana đó, là nó cắt animation đó, là nó tốn một nhịp rồi. Một nhịp đó nếu mà bạn tính ra thì nó cũng phải là gọi là mấy mươi frame, là cũng là lâu rồi. Xong rồi nó còn phải gồng 0.5 giây. Trời ơi. Hên là chỉ có 0.5 thôi đó mà còn tiếc cái đường đam đứt ruột. Chứ đừng nói chi mà nó lâu hơn nữa thì thôi nghỉ luôn. Oh, rất tiếc con Trần Dần 0.5 giây gồng. À, mà bắn thì đam sát thương ma pháp nó không có vô. Trời ơi nó yếu. Ừ thì nếu mà solo thì cái sát thương nó cũng tới, nhưng mà bắn theo kiểu cái dạng là chơi mà gọi là số đông như vậy thì nó không vô. Nó không vô. Cho nên là ngán con Trần Dần này ở chỗ đó đó. Ngán con Trần Dần này ở chỗ đó nó vậy. Bây giờ này nếu mà đưa carry cho nó cũng được, nhưng mà bạn phải chấp nhận là nó phải tốn 1-2 đòn đánh lúc nó đầy mana. 1-2 đòn đánh đó là mình nói ít rồi đó. Có khi phải tốn tới 2-3 đòn đánh luôn. 2-3 đòn thì nói thiệt luôn, 2-3 đòn là biết bao nhiêu đam. Với một con mà full dam đi, con Trần Dần này full dam rồi, 2-3 đòn đánh nó phải rơi vào đó hơn 1.000 mấy. Đó, wow. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có sao rạc laser là chúng ta hiểu đi ha. À, chúng ta hiểu đi. Trần Dần 3 rồi. Mẹ Berserker 3 đi em. Berserker 3 để bác phát Berserker 3 luôn, vô địch mẹ luôn còn gì, đúng không? Nè, Trần Dần bắn rất tốt nha. Nè, nhưng mà nó có cái gồng ngay chỗ, nhưng mà thời gian hồi chiêu của nó lại khá lâu. À, cho nên là bắn cái đầu rồi thì nó hồi chiêu lại rất ổn. Ừ, mình là chết pha này mới nhục. Mà Goblin này nó khá mạnh nha. Tách đồ hình ra thì ăn được mấy đồ hình khác, nhưng mà lại tách không ăn được cái thằng Goblin đó. Bây giờ up 10 luôn. Up 10 nè. Để con này vô chúng ta có 4 tốc độ đánh. Là 50% tốc đánh đó bạn, 50% tốc đánh. Nên không biết 50% tốc đánh này ăn được hay không. Mình đang chờ con Berserker 3. À, mình đang chờ con Berserker 3 để lấy 50% tốc đánh này để coi nó ăn được hay không. Con Berserker 3 thì nó cũng khỏe lắm nha. Nhưng mà để chờ chút xíu coi. Sarac Laser 2 cũng là một lựa chọn, hoặc là Berserker 3 cũng là một lựa chọn. Tóm lại là bây giờ mình chỉ lên hai con đó thôi, còn mấy con còn lại là mình không cần thiết. Hoặc là bây giờ nếu mà chơi tới tay luôn á là chuyển qua bỏ Hunter luôn, đi 6 Galaxian luôn. Này giống như vậy, gọi là tất tay luôn á. À, như vậy thì chúng ta vẫn có những con đam chính đó, nằm trong như là Trần Dần nè, Thỏ nè, Berserker cũng được lợi nè. Thôi để bắn một trận thử coi nó như thế nào. Trần Dần bắn này chắc chắn là đâu rồi. Đó, đâu, gồng mấy hiệp luôn á. Cho nên là ui, bắn à. Trời ơi, ghê vậy ta. Ôi trời, Trần Dần bắn à, thằng nào 0.2 giây này mà nó dừng lại một hiệp nó bắn anh tiêu, bạn thấy ghét không? À, dừng lại một hiệp nó bắn anh tiêu, pha đó là thiếu điều muốn khóc với nó rồi đó. À, Trần Dần mạnh dữ ta. Đam tay to đấy. Đam tay to nha. Được. Gì vậy bạn? Gì vậy bạn? Lừa dữ vậy. Chơi lạm phát hai con unicorn xong cho thêm hai con unicorn nữa, chi vậy? Lừa tao hả?
Ôi, mà chết rồi, Trần Dần pha này, Trần Dần bắn mày bể bụng bầu luôn con à. Xịn vãi đái luôn. Được, được, được. Xịn nha, xịn, Trần Dần bắn đau ghê luôn. Ồ, nhưng mà còn cái này má, cho ba cái trang bị không muốn chọn luôn. Họ cho ba trang bị không muốn chọn cái nào luôn mà. Bắn nè. Rồi Trần Dần bắn, bắn cháy vãi. Cháy. Ôi ơi cháy. Ồ đúng rồi, có cái búa sét. À, có cái búa sét nhưng mà búa sét dởm thôi, nhưng mà kệ, búa pin. Búa pin Trung Quốc bạn, đó trời nó bạn thấy nó dừng lại nó bắn pha đó lâu không? À, nếu mà nó không dừng lại pha đó là thắng rồi. Không dừng lại pha đó là thắng rồi. Mẹ nó cái không có cái câm lặng con Trần Dần này nó ngu học dễ sợ luôn. Trời, chết tôi thiệt. Canon à. Canon pha này cũng được, Canon pha này cũng vô lắm nè. Nhưng mà Canon bây giờ chúng ta sẽ có thể Canon chúng ta sẽ để con Cui Hunter vào, lấy con Aegis Ranger đổi Canon thì chúng ta, nhưng mà phải Canon 2. Chứ còn Canon 1 không chơi. Canon 1 không ăn tiền. Canon 2 mới ngon. Rồi từ từ đi. Con Berserker, cái trứng này có vẻ như để cho Berserker rồi. Thằng này. À, thằng thằng Goblin này cũng dữ lắm nè. Có bơm mà nha, có bơm mà đó, cũng có bơm mà đó, nhưng mà mày chết con à. Mày chết. Trần Dần tao bắn được mày hả? Goblin với tao hả mày? Goblin với tao bắn chết queo luôn. Bơ ba rồi. Bơ ba là cái chắc rồi, nhưng mà con Canon đây thì sao đây? Không dám nè, không dám úp nè bạn, không dám úp nè. Biết đâu được hiệp 36 mình có tiền mình lại xoay được một phát Canon nữa, quên xoay được một phát Berserker nữa thì sao? Như vậy thì chúng ta có Canon 2 bơ 3 luôn. Còn bây giờ mà úp bơ 3, chút xíu nó ra thêm một nó không ra Canon thì đâu có Canon 2. À, chúng ta phải tình huống là nó xảy ra như vậy đó bạn. Bây giờ chúng ta chờ hết hiệp quái cái đã. Cay thiệt, khó khăn đấy chứ, khó khăn đấy. Chẳng đùa, 35 rớt đồ gì đây? Ba món trang bị không muốn chơi luôn. Rớt đồ, kiếm gãy à. Kiếm gãy cũng được đấy. Trời ơi. Nhưng mà có Canon luôn. Trời đất ơi, hay quá anh trai ơi. Bơ ba, Canon 2, đó, đúng rồi. Bán mẹ mấy con quỷ này đi hết đi. Bơ ba xa, bơ ba rồi, bơ ba rồi. Đưa đồ cho bơ ba chứ sao giờ bạn, đúng không? Đưa hết đồ cho bơ ba thôi. Đó, đưa hết đồ của con Shining Archer này cho con bơ ba. Cái lượng đam là không thể bằng được không? Đừng có so sánh cái lượng đam của con thỏ với con bơ ba. Mẹ một con một tiền, một con ba tiền, đừng có so. So làm mẹ gì? Lên luôn cái vận mệnh luôn. Ơ lên cái vận thì vĩnh hằng luôn. Trần Dần mắng à. Ôi Trần Dần mắng. Ôi chà. Ôi chà. Ôi chà. Ôi chà. Chà, được. Được của nó. Được được bạn, được của nó nha. Đúng rồi, đương nhiên là phải lấy mặt nạ đỏ rồi bạn. Ờ, lấy mặt nạ đỏ rồi, tóc đánh như nhau, nhưng mà đưa lấy cái mặt nạ đỏ tại sao? Thấp máu thì tao hút máu càng nhiều, con Trần Dần bây giờ chỉ cần đứng bắn thôi, không cần nói nhiều. Cái này là mình phải ghép cái búa sét xịn đưa cho con Trần Dần đó, Trần Dần không. Bây giờ bạn muốn ngon hơn không? Con bơ ba bây giờ để ở đây lấy tốc độ đánh của nó nhưng mà kích hoạt kỹ năng thôi, còn cây nỏ, cây súng á, đưa cho con Trần Dần bắn anh tiêu. À, con Trần Dần bắn anh tiêu nó mới tới tới công chuyện. À, hiểu không? Rồi coi nè, bắn nè. Nè, bắn nè. Chà. Ôi, Trần Dần. Trời ơi, bắn. Chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi, Goblin hả? Chết liền bạn. Trời ơi, nó đã nha. Trần Dần nó xịn nha, chẳng đùa. Quá dữ bạn ơi. Quá dữ luôn. Trần Dần y the best. Ôi, bắn. Đó, bây giờ đưa cái nỏ thần cho con Canon. Canon làm liền, Canon làm. Còn con Trần Dần thì đứng free fire thôi bạn. À, Trần Dần lửa chùa. Không có con nào cản được nó bây giờ bạn. À, Trần Dần lửa chùa liền. Mà bạn coi nè.
Rồi là ôi lửa thiêng trên cao nguyên nè, tao bắn cho mày cháy máy luôn. Trời ơi con trần dần nó đứng đó, nó chỉ cần hết cái anh tiêu đầu thôi nó bắn à. Quá dữ, quá dữ anh ơi, quá dữ đừng nhận ơi, đỉnh cao vãi đái luôn. Anh em đang xem để lại cho mình một like, ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người, anh em nhớ để nào mà đăng ký hội viên thì nhớ đăng ký hội viên ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.